Cuối tuần, cả nhà đến vườn thực vật. Tôi cầm theo chiếc máy ảnh Minolta, thừa hưởng từ ông, từ hồi xưa. Không biết em có lên được ảnh không nhỉ? Không sao đâu, em ở đây rõ rành thế này cơ mà. Vẫn như mọi lần, nàng ngồi đằng sau xe đạp để tôi chở đi. Yuji đạp theo sau. Chồng không đi scooter nữa hả? Mio hỏi. Anh không động tới từ hồi lâu rồi. Anh sợ không dám đi. Em nghĩ nên như vậy, nguy hiểm lắm. Ừ, anh cũng nghĩ riêng chuyện anh lái được xe cũng là giỏi quá rồi. Vì xe chẳng có dây bảo hiểm gì. Lại còn, Mio nói, không có cả túi khí. Công nhận. Lâu lắm rồi, chúng tôi mới đến vườn thực vật. Hồi Mio còn khỏe, tháng nào cả nhà cũng đến chơi một lần. Chúng tôi để xe đạp bên ngoài, chui qua cổng để vào trong vườn. Trong vườn có lối đi bằng đá, dài chừng 50 mét. Bên tay phải có tấm bảng thông báo cắm trên bãi cỏ. Bên trên tấm bảng đề: những loại hoa xem được mùa này, kèm theo 10 bảng tên của 10 loài hoa. Hoa thài lài, thủy dương mai, trân châu rau, hoa chuông, vân vân. Ở đây có ghi ngọc trâm đại đóa này. Yuji sung sướng hét lên, tiếng thằng bé vang khắp khu vườn vắng vẻ. Vườn thực vật này có rất nhiều loài ngọc trâm. Ngoài ngọc trâm đại đóa, còn có ngọc trâm đường và ngọc trâm vân. Chồng biết rõ nhỉ? Tất cả là học từ em đấy. Ồ. Ừ, em thuộc tên của hơn 200 loài hoa. Có khi còn nhiều hơn ấy chứ. Vì em rất thích hoa. Em cũng có cảm giác như vậy. Mình đi vào bên trong đi. Trong đấy có một chỗ em rất thích. Biết đâu em lại nhớ được điều gì. Vâng. Chúng tôi chậm chậm len qua những hàng cây. Đây là cây dẻ ngựa. Tôi đọc tên từng cây cho Mio. Đương nhiên, tất cả đều do Mio dạy tôi trước đây. Đây là cây Toro. Yuji khúc khích cười. Tô, tên gì mà buồn cười. Tên thật của nó là Lưu Tô. Còn đây là cây tulip. Cây tulip? Không phải hoa tulip đâu. Đến mùa xuân, cây ra hoa khác với hoa tulip. Em vẫn thường đến đây vào mùa hoa nở. Thế còn con? Con cũng đến. Từ hồi bé xíu, con đã nằm trên xe đẩy đến đây rồi. Thế hả? Ừ. Chúng tôi đi đến cuối vườn theo chiều ngược kim đồng hồ thì gặp một dàn đậu tía. Bên dưới, cỏ xước và linh lăng răng cưa mọc tùm. Chúng tôi trải tấm ni lông ra, bắt đầu ăn cơm hộp do Mio và Yuji chuẩn bị. Xúc xích này là con cắt đó. Giỏi quá, giống con bạch tuộc nhỉ? Vâng. Yên tĩnh quá, Mio nói. Chỗ này ít khách lắm. Mọi người thích đi xem những loài hoa quen thuộc hơn, chẳng hạn như cẩm tú cầu, oải hương hoặc hoa hồng. Chẳng mấy ai cất công đi xem hoa thài lại cả. Thế nên chỗ này lúc nào cũng yên tĩnh. Em thích chỗ này. Em lúc nào cũng nói thế. Em có nhớ được gì không? Thế nào nhỉ? Em cảm thấy hơi đau trong lồng ngực. Có phải đây là chỗ quen thuộc với em không? Chắc chắn rồi. Ăn cơm hộp xong, Yuji chạy đến chỗ hồ nước lớn, lắp bằng gạch. Trong hồ đầy cỏ bất đèn và rau hạnh nổi lên bềnh, có rất nhiều cá sóc đen. Trông con có vẻ vui. Con thích chỗ đấy lắm. Nó cứ đứng ngắm mặt nước mãi không chán. Vậy sao? Ừ. Mio vươn vai rồi ngã người xuống tấm ni lông. Tôi cũng nằm xuống cạnh nàng. Dễ chịu quá. Ừ. Đâu đó vẳng lại tiếng cười của trẻ con. Chợt có con mòng mòng đến bay quanh quẩn bên tai, rồi lại bay đi. Anh muốn ngủ luôn quá. Tôi quay sang thì bắt gặp ánh mắt Mio đang nhìn tôi. Mùa mưa sắp hết rồi, Mio nói. Ừ, em không muốn xa hai bố con. Tôi quàng tay kéo cái đầu nhỏ xinh của nàng lại. Ừ, giá như đây chỉ là giấc mơ. Vậy ư? Để khi tỉnh dậy, em vẫn đang ở trong lớp học cấp 3, bên cạnh là chồng. Ừ, em sẽ nói với chồng thế này: chúng mình sẽ cưới nhau và sinh một cậu con trai giống hệt hoàng tử Anh Quốc. Ừ, không biết chồng sẽ nói gì nhỉ? Anh rất hân hạnh, tôi nói, nếu em không chê một người như anh. Chúng tôi hôn nhau. Nụ hôn đầu đời của em, Mio nói. Cảm ơn em đã đãi anh, tôi nói, và đề nghị nàng cho anh xin thêm cái nữa. Ba chúng tôi cùng chụp ảnh. Tôi đặt máy ảnh lên chỗ vòi nước xây bằng đá, đặt chế độ chụp tự động để chụp mấy kiểu. Yuji đứng giữa, tôi và Mio đứng hai bên. Ba chúng tôi nắm tay nhau. Phía sau chúng tôi, cây bách nhật đang nở hoa trắng muốt. Chúng tôi mua một chậu hoa hồng ở cửa hàng đối diện vườn thực vật. Không còn hoa nở vào mùa xuân, chậu hoa này đến mùa thu mới nở. Hoa này tên gì ạ? Yuji hỏi. Công chúa Kaguya. Công chúa Kaguya? Ừ, mẹ nhờ Yuji chăm sóc em nhé. Con chăm sóc? Ừ, con phải chăm cẩn thận để mùa thu em ra hoa. Ra hoa thế nào ạ? Ra hoa màu vàng, mùi rất thơm, tôi nói. Vâng, con sẽ cố gắng, con sẽ thử. Mẹ nhờ Yuji đấy. Sau đó, chúng tôi đi về nhà cùng chậu hoa hồng. Những ngày còn lại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Mio dạy Yuji nấu ăn, còn tôi lại ngồi luyện chữ vào buổi tối. Mỗi lần đi chợ về, chúng tôi lại rẽ vào công viên số 17, nơi không còn thầy Nomura và con Poo. Trong lúc tôi ốm liệt giường vì sốt cao, thầy đã được chuyển đến một trung tâm khác ở rất xa. Sau bữa tối, cả nhà lại đi dạo dọc con kênh dẫn nước. Tranh thủ những lúc Yuji không để ý, tôi và Mio lén hôn nhau. Chương trình dự báo thời tiết trên TV thông báo mùa mưa sắp kết thúc. Sáng nay, khi trời còn chưa tỏ, một cơn mưa to kèm theo sấm chớp ập xuống. Đây cũng là cơn mưa báo hiệu mùa mưa sắp hết. Còn 2 ngày nữa. Yuji mãi ăn sáng nên không để ý đến TV. Tôi nhìn Mio, nàng lắc đầu, mặt như muốn khóc. Xin mùa mưa đừng kết thúc. Yuji tiếp tục ăn mà không biết chuyện sắp xảy ra. Đêm hôm đó, tôi và Mio làm tình. Sau khi chắc chắn nghe thấy tiếng khò khè của Yuji, Mio chui vào chăn của tôi. Hồi xưa chúng mình phải mất hơn 6 năm. Giờ chỉ có 6 tuần, nhanh thật. Ở đất nước này, có biết bao nhiêu cặp đôi chỉ mất có 6 ngày cho chuyện này. Tôi dò dẫm, cởi bộ đồ ngủ bằng vải cô tông trên người Mio. Nàng gồng người lên, để tôi thoải mái cởi đồ cho nàng. Chồng có vẻ thành thạo nhỉ? Ơn trời, anh đã được luyện tập rất nhiều với em. Tôi cởi đồ lót của nàng, vo tròn lại, rồi vứt ra khỏi chăn cùng bộ đồ ngủ. Nàng cuống cuồng thò tay ra giấu đồ lót xuống dưới đồ ngủ. Khi ấy, tôi nhìn thấy bầu ngực nhỏ của nàng khẽ đong đưa. Phát hiện ra tôi đang nhìn, Nàng bèn kéo chăn đến tận vai. Chẳng hiểu tại sao nữa, nàng nói, em cứ cảm thấy không yên tâm, chỉ vì không mặc quần áo. Cảm giác cứ hớ hênh thế nào ấy. Vậy à? Vâng, chồng cũng cởi quần áo đi. Em không thích mình em không mặc gì đâu. Được rồi. Tôi cởi đồ ngủ, quần lót, vo tròn lại và ném ra ngoài chăn. Thế này là chúng mình giống nhau rồi. Chúng tôi nằm nghiêng, quay mặt vào nhau, rồi nhẹ nhàng và chậm rãi ôm ghì lấy cơ thể nhau. Nàng nói, hóa ra là thế này. Ừ, nhưng không chỉ thế này đâu. Lo quá, không biết em có theo kịp không? Sẽ ổn thôi, ít ra thì ngày xưa em cũng ổn. Em sẽ cố gắng. Phải cố sao? Đương nhiên rồi. Ừ. Tuy nhiên, mọi chuyện không ổn chút nào. Nàng đã phải rất cố gắng. Em thấy đau. Thật không? Thật. Nhưng mà... hay tại không đúng vị trí? Tôi cố gắng tập trung vào một điểm. Không, đúng đấy. Vậy thì sao nhỉ? Nằm bên dưới, nàng nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi chống hai tay để đỡ lấy cơ thể mình, rồi ngẫm nghĩ. Có lẽ mọi thứ đã bị xóa sạch khi em rời khỏi nơi đây, rồi quay trở lại. Xóa sạch? Giống như trò chơi điện tử ấy. Tất cả kinh nghiệm đã có đều trở thành con số 0. Vậy hả? Thế nên em mới không nhớ gì cả. Kinh nghiệm cũng không. Tôi nói. Chắc là vậy rồi. Trước hết phải nạp những thông tin cần thiết, sau đó mới bắt đầu được. Nghĩa là em còn trong trắng. Đúng vậy. Nàng hoang mang. Đương nhiên, bà mẹ nào có con 6 tuổi chẳng hoang mang khi bỗng nhiên bị bảo cô vẫn còn trong trắng. Sẽ ổn thôi em. Em cứ để anh, vì anh đã luyện tập nhiều rồi. Câu nói của tôi khiến nét mặt nàng bớt căng thẳng hơn. Phải rồi, phải rồi. Nàng nhắm mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể, như thể muốn bảo nàng đã sẵn sàng tuân lệnh. Khi tôi từ từ tiến vào trong nàng, nàng ưỡn người, hướng cái cổ trắng ngần về phía tôi. Nàng hé môi, rên lên khe khẽ. Em xin chồng, nhẹ thôi, từ từ thôi. Tuy nhiên, tôi có cảm giác mình làm không được khéo như nàng mong đợi. Có vẻ như lần đầu của hai đứa cách đây mấy năm còn khả dĩ hơn. Hồi ấy, tôi quá mải mê, nên chẳng còn tâm trí đâu mà giữ ý với nàng. Chuyện kết thúc khi cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Còn lần này, chính vì có kinh nghiệm, đâm ra là giữ ý và rụt rè hơn. Kết quả là tôi khiến nàng phải chịu đau lâu hơn. Tôi nằm ngắm bộ ngực trắng để trần của Mio với cảm giác hoàn toàn thư thái. Đôi gò bồng đào đẫm mồ hôi của nàng trông như cặp mèo sinh đôi mới chào đời. Em đã rất cố gắng, em tuyệt lắm. Nghe tôi nói vậy, nàng mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền. Nếu em bảo không được như vậy đâu, thì có sao không? Không đâu, em đã rất cố gắng mà. Cảm ơn chồng. Không không. Hai chúng tôi không mặc gì, nằm cạnh nhau, ngắm nhìn trần nhà màu da cam. Chồng mà, Mio nói. Em rất vui. Thế hả? 6 tuần qua thật tuyệt. Ừ. Chúng mình đã yêu nhau. Ừ. Chúng mình đã nắm tay nhau, đã hôn nhau, và làm cả chuyện ấy nữa. Em còn được làm mẹ. Thế là đủ rồi nhỉ? Nàng nói. Em không mong gì hơn. Ừ. Em thật may mắn vì gặp được hai bố con. Ừ. Nàng nhẹ nhàng đặt hai cánh tay lên ngực mình. Em nghĩ thế này, tuy nghe có vẻ hơi buồn cười. Nàng nghiêng đầu sang nhìn tôi. Hồi đầu, em đã ghen với vợ của chồng. Vợ của anh chính là em mà. Nàng lắc đầu. Em là em, một cô gái mới ra đời cách đây 6 tuần. Ừ, anh hiểu rồi. Anh hiểu cảm giác của em. Cô ấy thật hạnh phúc. Cô ấy được bố con anh yêu quý. Có được với anh bao nhiêu kỷ niệm. Ừ. Hai bố con nhìn em với ánh mắt chan chứa yêu thương. Nhưng đó không phải là em, mà là người phụ nữ trong ký ức của hai bố con. Vì vậy, nàng nói, em đã nỗ lực hết mình. Nỗ lực để trở thành một người vợ tốt, được bố con anh yêu. Ừ, và anh đã yêu, giống như lần đầu tiên yêu em. Vậy ư? Tim anh lại xốn sang. Anh lại gục ngã trước người con gái mới ra đời là em. Mio nhìn tôi, mắt nàng sáng bừng lên. Rồi nàng mỉm cười ngượng ngùng, mặt rưng rưng muốn khóc. Em không thể nào không yêu chồng được. Tôi vươn tay, kéo nàng lại gần. Mồ hôi khiến cơ thể nàng lạnh toát. Anh cũng vậy, chắc chắn chúng mình sẽ còn yêu nhau thêm nhiều lần nữa. Chỉ cần gặp nhau là mình sẽ bị hút về nhau. Một ngày nào đó, tại một nơi nào đó. Ừ, nhất định một ngày nào đó, tại một nơi nào đó. Khi ấy, nhất định em phải cho anh ở bên cạnh em nhé. Ở bên em thật dễ chịu. Vâng, nàng nói. Em cũng rất thích được ở bên chồng. Nàng dúi đầu vào cổ tôi. Tư thế thích hợp nhất, chồng nhé. Giọng của Mio khẽ dội vào xương bả vai của tôi. Vì chúng mình là vợ chồng mà. Tôi nói. Vâng. Sắp rồi, nàng nói. Sắp sang ngày mới rồi. Nàng hỏi tôi có buồn ngủ không. Tôi trả lời là không. Với lại mai là thứ Bảy, anh không phải đi làm, không vấn đề gì đâu. Vậy em nằm thế này thêm chút nữa nhé. Ừ, chúng mình sẽ nằm thêm chút nữa. Cảm ơn chồng. Không có gì. Ngày hôm sau vẫn đến. Chẳng có gì thay đổi so với ngày hôm trước. Chỉ có điều, hôm nay là ngày buồn đối với chúng tôi. Giống như ngày này cách đây 1 năm. Không phải chương nào cũng tràn ngập niềm vui. Vẫn có chương buồn. Phần lớn những chương buồn đều dính dáng đến cảnh chia tay. Tôi chưa từng nghe câu chuyện nào có hội ngộ mà lại không có chia ly. Mưa giăng như sương mù, lặng lẽ trút xuống mặt đất. Bầu trời nhuộm màu sữa trắng. Bầu trời trong nông choàng, chẳng có chút chiều sâu. Chúng tôi đi bộ vào rừng, tay cầm ô. Đã xuất hiện các vũng nước nhỏ. Yuji lần lượt nhảy qua từng vũng. Xưởng rượu ở cửa rừng vẫn phát ra tiếng rên gư gư ga. Chúng tôi tiến vào lối mòn đầy lá rụng ẩm ướt. Trên cao, tán lá sồi và bồ đề thẩm nước mưa vươn ra che khuất cả bầu trời. Bên lề đường, cây me đất trổ hoa vàng li ti. Ánh nắng rọi thứ ánh sáng nhờ nhờ ẩm ướt vào những giọt sương đọng trên đám rễ thông, trồi lên khỏi mặt đất. Mưa không rơi được đến chỗ chúng tôi vì vướng lá cây. Tôi cất ô, nắm tay Mio và Yuji bước đi. Em muốn xem lại hoa ngọc trâm, Mio nói. Sắp đến nơi rồi, ngay phía trước thôi. Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì không thấy hoa ở đó nữa. Chỉ còn những chiếc lá to, tuyệt đẹp, đang đung đưa dưới mưa. Hình như hết mùa rồi. Vâng, hình như vậy. Chúng tôi đi bộ ra đến tận bìa rừng. Đường hơi dốc, đi hết dốc cũng là hết cánh rừng. Mio đi chậm lại để ngắm Yuji. Gì thế mẹ? Thằng bé hỏi khi nhận ra ánh mắt mẹ đang nhìn mình. Mẹ... Dạ. Tuy nhiên, Mio không nói gì thêm nữa. Gì ạ? Yuji ngẩng lên nhìn mẹ, nét mặt có vẻ phân vân, không biết nên mừng hay lo. Mẹ... Mãi, Mio mới nói được tiếp. Mẹ sắp phải tạm biệt con rồi. Mặt Yuji biến sắc, đôi môi khép hờ của thằng bé khẽ rưng rưng. Thằng bé nhìn mẹ một lúc lâu. Sắp là bao giờ? Yuji hỏi, mắt vẫn nhìn xuống nền đất ẩm ướt. Mio lắc đầu. Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ là người quyết định cơ mà. Mẹ nhớ ra rồi phải không? Mẹ chưa nhớ ra đâu. Bố kể lại cho mẹ thôi. Thế mà Takun hứa là sẽ không kể. Yuji lầu bầu, mặt vẫn cúi gằm xuống. Tại mẹ bảo bố kể. Thế hả? Ừ. Đến đó thì cả hai cùng im lặng. Hai mẹ con nắm tay nhau, thong thả đi tiếp. Tôi thấy hai mẹ con giống như hai người đầu tiên hoặc hai người cuối cùng còn sót lại của thế giới. Không ai thay thế được hai người, họ đi bên nhau như thể cùng chung một số phận. Tôi đi phía sau, lơ đãng ngắm hai mẹ con. Mio mặc chiếc váy dài màu trắng, bên trên khoác áo len mỏng màu hoa anh đào. Bộ này giống bộ nàng mặc hôm ấy. Yuji mặc chiếc quần short dài quá đầu gối, trên là áo phông dài tay màu vàng, dưới cẳng chân khẳng khiu là đôi ủng cùng màu với màu áo. Trên đôi ủng có hình con chó lông xù, rất giống con Poo. Đây là đôi ủng Mio mua cho Yuji. Thằng bé đi đôi ủng này kể cả hôm trời nắng to. Mẹ ơi! Cuối cùng, Yuji cũng lên tiếng. Giọng thằng bé rất giống Mio, tuy âm vực cao hơn khoảng 3 độ. Mẹ ơi, con xin lỗi, thằng bé nói. Mio đứng lại, cúi người xuống để nhìn thẳng được vào mắt Yuji. Sao con lại xin lỗi? Nàng vén mái tóc đã ướt vì mưa lên để ghé sát vào mặt cậu con trai nhỏ. Con không làm gì xấu cả. Yuji khẽ lắc đầu. Con có làm. Yuji thì thào nhưng lại lên giọng ở cuối câu, như thể thằng bé đang cố kìm nén thứ gì đó đang dâng lên trong cổ họng. Con rất ngoan, đừng nói vậy. Mio nhẹ nhàng đặt tay lên má Yuji. Mũi Yuji ửng đỏ, thằng bé liên tục chớp mắt. Lỗi tại con mà. Giọng Yuji run run. Tại con mà mẹ mới chết đúng không? Mio ngẩng lên nhìn tôi. Tôi vội lắc đầu, rồi từ từ gật đầu. Không phải lỗi tại thằng bé đâu. Em cũng biết mà. Suy nghĩ của anh giống như những gì em đã đọc trong cuốn tiểu thuyết. Yuji hoàn toàn vô tội, như bông tuyết chưa chạm tới mặt đất. Mio gật đầu. Vâng, em biết. Em cũng nghĩ như chồng. Nàng nhìn vào mắt Yuji, nói. Không có chuyện ấy đâu. Nàng nghiêm mặt lại. Chưa bao giờ nàng làm như vậy. Không phải đâu. Không đúng, con biết. Yuji dùng mu bàn tay nhỏ xíu để lau những giọt nước mắt đang tuôn ra xối xả. Chính các bác trong nhà đã kể cho con, tại sinh ra con mà mẹ phải chết. Yuji ngẩng lên nhìn Mio, hai má thằng bé đỏ ửng, đầm đìa nước mắt. Nó mở đôi môi màu đào thành hình chữ O, rồi phản bác lại mẹ. Thế mà con chẳng biết gì. Thằng bé chớp chớp mắt. Con không biết, nếu biết con đã ngoan hơn. Con xin lỗi. Yuji khịt khịt mũi. Con muốn xin lỗi mẹ từ lâu rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con đừng xin lỗi, Mio nói. Con không có lỗi. Con là một cậu bé ngoan, ngoan hơn bất kỳ cậu bé nào trên thế giới này. Giọng của Mio mà nghe chẳng hề thấy giống. Giọng nàng lạc hẳn đi, run rẩy. Nhưng mà... Yuji khịt khịt mũi. Nếu không có con thì mẹ và Takun đã có thể ở bên nhau phải không? Không phải. Không phải thế. Mio vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm của Yuji. Mẹ nghĩ kể cả mẹ không sinh Yuji thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Yuji ngừng chớp mắt. Hơn nữa, mẹ không thể tưởng tượng ra một cuộc đời không có Yuji. Có con, lần đầu tiên mẹ mới cảm thấy mình được sống. Thế hả? Ừ, nếu không gặp con thì dù có sống 50 năm, mẹ cũng không cảm thấy đủ đầy thế này đâu. Thật à? Ừ, thật đấy. Đó chính là lý do bố mẹ gặp nhau. Bố mẹ gặp nhau để được gặp con. Gặp con? Ừ, gặp con. Là chính con chứ không phải ai khác. Hoàng tử Anh Quốc của mẹ hả? Ai đấy ạ? Là người lúc nào cũng tịt mũi hay nhặt nhạnh các thứ bỏ đi. Có thật hỏi thế hả? Thế hả? Ừ, đó là tài sản quý nhất của mẹ. Là con ạ? Ừ, đúng rồi. Mio xoa xoa má Yuji. Lớn lên con phải ngoan nha. Mio hôn lên má Yuji. Nàng vén tóc Yuji lên để hôn tiếp vào trán thằng bé. Tuy mẹ không thể ở cùng con đến lúc con lớn, nhưng mẹ sẽ cầu nguyện cho con, để cuộc đời con lúc nào cũng tràn ngập tình yêu thương. Mẹ cầu nguyện ở trên tinh cầu lưu trữ hả? Ừ, ở trên tinh cầu lưu trữ. Mẹ sẽ luôn nhớ đến hai bố con. Con cũng sẽ không quên mẹ. Yuji thì thào vào cổ Mio. Con sẽ không quên đâu. Kể cả khi Takun lên tinh cầu lưu trữ, con vẫn sẽ nhớ Takun để Takun được gặp mẹ. Cảm ơn con. Mẹ cũng sẽ không quên con trai yêu của mẹ. Mẹ yêu con. Mio lại siết chặt Yuji. Cuộc đời mẹ tuy ngắn ngủi, nhưng nhờ có con mà mẹ đã có những tháng ngày hạnh phúc. Cảm ơn con. Con lo cho bố giúp mẹ nhé. Hãy thay mẹ chăm sóc bố chu đáo. Vâng, con biết rồi ạ. Sau đó, Mio dùng khăn mùi xoa lau hết nước mắt và mũi cho Yuji. Mẹ chưa đi ngay đâu, nàng nói. Con không sao. Yuji gật đầu. Hai mẹ con lại nắm tay nhau đi tiếp. Đến cuối cánh rừng, bầu trời hiện ra. Yuji mải mê đi tìm vật báu. Vật báu của thằng bé là loại bánh răng có răng cưa xoắn ốc với vài chiếc răng bé xíu. Cơn mưa cứ đuổi theo chúng tôi như cái bóng. Mio dùng cả hai tay để vén mái tóc ướt sũng nước. Vầng trán rộng mà tôi đã ngắm suốt từ hồi cấp 3 hiện ra. Vài sợi tóc đen đang dính bết vào trán nàng. Không biết em nói như vậy con có ổn không? Mio nói. Ổn, nhờ vậy mà con mới tha thứ được cho bản thân đấy. Không ngờ thằng bé lại nghĩ ngợi nhiều thế. Lỗi tại anh vì đã không nhận ra. Lẽ ra anh nên an ủi con nhiều hơn. Không phải lỗi tại chồng đâu. Giọng nàng ráo hoảnh, như thể muốn bảo tôi đâu cần em phải nhắc chồng điều đó. Tôi gật đầu, cảm thấy như trút được gánh nặng. Chúng tôi đứng trước bức tường đổ nát. Sau chúng tôi là cánh cửa có ghi số 5. Bên cạnh là thùng thư siêu vẹo. Tất cả đều ướt sũng nước mưa nên trông cũ kỹ hơn hẳn mọi khi. Chồng à, Mio nói. Ừ. Giọng nàng không khác mọi khi, nên tôi vẫn trả lời giống như mọi khi. Nàng nói, hình như chúng mình sắp phải chia tay rồi. Nàng nói như thể đến chiều chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Nhưng không. Nàng giơ tay phải lên cho tôi xem. Hai đốt ngón tay trên cùng đã biến mất, chỉ còn lại một vòng tròn lơ lửng. Toàn bộ phần bên trong đã bỏ đi nơi khác. Tôi nhìn thấy cả cánh rừng phía sau qua các ngón tay trong suốt ấy. Công tắc trong lồng ngực tôi bật lên. Cạch. Có thể cảm nhận được van đã mở. Kim áp ghế bật lên. Em có đau không? Giọng tôi run run lo lắng. Mio kinh ngạc nhìn vào đầu ngón tay, đúng hơn là nơi đã từng có đầu ngón tay. Em không thấy đau, chỉ thấy lạnh thôi. Nghĩa là đầu ngón tay vẫn còn. Vâng, chắc chắn vẫn còn đâu đó. Em sẽ đi. Em nghĩ vậy. Anh phải làm gì? Hãy nắm tay em. Mio mỉm cười buồn bã. Hãy nắm tay em đến giây cuối cùng. Anh hiểu rồi. Tôi đưa bàn tay phải ra để nắm lấy bàn tay trái của Mio. Tôi siết thật mạnh. Như thể tin rằng bằng cách ấy tôi sẽ giữ được nàng ở lại. Mio cũng siết chặt lấy bàn tay tôi bằng những ngón tay thon gầy. Ngón tay nàng run rẩy. Nàng đang sợ. Tôi cảm nhận được sự lo lắng tột độ của Mio. Nhưng nàng vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi tự an ủi mình phải thật kiên cường. Kiên cường vì nàng. Không sao đâu em, tôi nói. Có anh đây rồi. Mio gật đầu. Mặt nàng tái xanh. Chúng tôi cầm tay nhau. Hai trái tim hòa vào làm một, cùng vượt qua trận bão lớn đầu tiên. Giây phút thanh bình hiếm hoi cuối cùng cũng đến. Chồng à, nàng nói. Chồng chăm sóc Yuji nhé. Ừ. Hãy yêu con bằng cả phần của em nữa. Ừ. Nhưng giọng nàng đột ngột bị ngắt quãng. Nàng mím chặt môi, chiếc răng khểnh lộ ra qua làn môi mỏng. Nàng nhắm mắt, nước mắt tuôn thành dòng. Đau xót quá. Nàng nói, em không muốn đi chút nào. Em muốn ở lại đây. Em muốn được nhìn Yuji lớn lên. Em muốn được ở bên chồng mãi mãi. Nàng thở dài rồi ngẩng lên. Không được. Em nói vậy là làm khó cho chồng. Không sao. Em cứ nói những gì em nghĩ. Nàng nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Không được rồi. Em không nói được nữa. Chồng nói đi. Nói chuyện với em đi. Anh... Tâm tư chất chứa trong lòng tôi bấy lâu được dịp bật ra. Anh muốn làm cho em hạnh phúc. Tôi dồn lực vào bàn tay đang nắm tay của Mio. Nàng cũng đáp lại bằng cách siết chặt tay tôi. Anh muốn đưa em đi xem phim. Muốn hai đứa lên tầng thượng ngắm cảnh đêm. Muốn cùng nhau uống rượu, giống như một cặp vợ chồng bình thường. Anh muốn chúng mình có cuộc sống bình thường. Nhưng điều đó là không thể. Mio đã kết thúc cuộc đời ngắn ngủi tại thị trấn nhỏ bé này. Chúng tôi đã có thể đi đến một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng cả hai đều không muốn xa thị trấn. Muốn ở lại, cùng góp nhặt những niềm vui nho nhỏ, chẳng đáng kể gì dưới mắt người đời. Chẳng hạn như niềm vui có được bước chân dung đóng trong chiếc khung giá rẻ. Anh xin lỗi, tôi nói. Nàng nhìn tôi, mắt đẫm lệ, miệng cố gượng cười. Tại sao? Nước mắt khiến giọng nàng nghẹn lại. Sao đàn ông con trai mà lúc nào cũng xin lỗi? Làn môi nhợt nhạt của nàng run rẩy. Em hạnh phúc lắm. Em không cần gì cả. Chỉ cần được ở bên chồng thôi. Chồng biết không, Đó là điều hạnh phúc nhất thế gian này. Thế hả? Vâng. Chồng hãy tự tin lên, chồng tuyệt lắm. Mỗi em nói với anh thế. Đâu có. Thật mà, em khác người. Sở thích của em quá tệ. Nàng không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Em bảo này. Nàng nói, em có làm cho chồng hạnh phúc không? Có. Đối với anh, thế là quá đủ. Nguyên việc em đồng ý lấy anh cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi. Thế ư? Ừ. Tiếp theo, từ bàn tay đến khuỷu tay của Mio biến mất. Thời gian còn lại rất ít. Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe, nàng nói. Đôi mắt to thấm đầy nước mắt, viền mắt chuyển sang màu hoa anh đào. Em chỉ lo mỗi chuyện ấy. Anh sẽ chú ý, anh sẽ cố gắng để khỏe hơn, dù chỉ một chút. Cố lên chồng nhé. Ừ. Chồng chỉ vất vả hơn người bình thường chút xíu thôi. Nếu cố gắng, nhất định chồng sẽ tiến được xa hơn. Ừ, em nói đúng đấy. Người nàng run bần bật. Tôi cảm thấy sự chống chánh trong các đầu ngón tay của nàng. Nửa người bên phải của nàng biến mất. Mio cố nói với tôi, ở bên chồng rất dễ chịu. Nếu có thể, em muốn được ở bên chồng mãi mãi. Ừ. Em yêu chồng. Em rất yêu chồng. Em thật may mắn vì được làm vợ của chồng. Anh cũng thế. Anh cũng... Nàng mỉm cười. Nụ cười chỉ còn một nửa. Cảm ơn chồng. Một ngày nào đó, chúng mình sẽ gặp lại nhau. Lời nói của nàng tan vào cõi hư không. Tôi nhìn xuống bàn tay phải của mình. Chỗ ấy chỉ còn lại một làn sương màu hoa anh đào, rất giống với nửa người của nàng. Một cơn gió thổi tới khiến làn sương biến mất. Chỉ còn lại mùi hương của nàng. Mùi hương ấy, thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi, thứ ngôn ngữ có 102 trên thế giới. Mio, nàng nói, đó là tên em. Ừ, đó là tên em, tên của người vợ duy nhất anh yêu trên đời này. Tạm biệt nha, Mio. Yuji chạy lại, thở hổn hển. Nhìn con này. Trong tay thằng bé là một bánh xích răng cưa nho nhỏ. Con giỏi chưa? Con sẽ tặng cho mẹ. Mẹ đâu rồi ạ? Tôi không nói được câu nào, cố gượng cười để ngăn những giọt nước mắt và gật đầu trả lời thằng bé. Mẹ ở đâu ạ? Chỉ cho con đi. Thấy tôi không chịu mở miệng, Yuji liền chạy đi tìm. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, con tìm được vật báu rồi này, con tặng mẹ đấy. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ơi. Hai hôm sau ngày Mio ra đi, mùa mưa kết thúc. Có vẻ như nàng đã ra đi cá vội vã. Cuộc sống chỉ có hai bố con lại bắt đầu. Trong nhà, đầu đầu cũng vương vấn kỷ niệm về Mio, kỷ niệm về người con gái đến trong 6 tuần lễ. Thế còn chồng? Nàng hỏi. Chồng có hạnh phúc không? Em có làm chồng hạnh phúc không? Mỗi lần nhớ đến câu nói đó, tôi lại gọi nàng. Lúc này, hắn đã ở một tinh cầu xa xôi. Em luôn hỏi anh như thế, rằng em có làm anh hạnh phúc không? Em không biết là chỉ cần có người vợ nghĩ cho chồng như vậy, cũng đủ khiến người chồng thấy hạnh phúc rồi. Chồng thật cố gắng, phục chồng quá. Câu cửa miệng của em đấy. Anh rất buồn vì không thể nghe em nói với anh như vậy nữa. Chừng nào còn có em động viên, anh sẽ còn cố gắng. Thậm chí anh còn đi được cả tên lửa lên tận sao Diêm Vương. dù em sẽ chớp mắt, bảo anh không được nói giỡn. Hai bố con tôi rất cố gắng. Yuji trở thành người bạn đồng hành tin cậy hơn hẳn. Cùng lúc, thằng bé cũng người lớn hơn. Thay vì nằm ngửa, hai tay luôn ở trong tư thế muôn năm như trước, thì bây giờ Yuji đã biết nằm sấp, tay chuyển sang tư thế chào cờ. Thằng bé nhấc khuỷu tay phải lên, áp đầu ngón tay vào thái dương. Tư thế này trông có vẻ không thoải mái lắm, nhưng Yuji lại ngủ rất ngon. Chẳng hiểu thằng bé bày tỏ sự kính trọng với ai suốt cả đêm như thế. Buổi sáng, việc đầu tiên sau khi thức dậy của Yuji là đến chào bức ảnh đặt trước tủ quần áo. Ảnh chụp hôm ở vườn thực vật. Yuji đứng giữa, tôi và Mio đứng hai bên. Cả ba chúng tôi mỉm cười hạnh phúc với khóm hoa bách nhật trắng muốt sau lưng. Ánh mắt ai cũng rạng ngời, như thể đang nhìn vào một thế giới tuyệt đẹp chưa ai từng thấy. Yuji rất chăm chỉ tưới nước cho chậu công chúa Kaguya. Chưa kể, thỉnh thoảng thằng bé còn giúp tôi đổ rác. Hai bố con thay quần áo hàng ngày. Lúc ăn, hai bố con rất cẩn thận để không dây thức ăn ra ngoài. Tôi cũng nhớ giũ phẳng quần áo trước khi phơi. Tối đến, tôi luyện chữ và tiếp tục với cuốn tiểu thuyết. Trước khi đi ngủ, tôi đọc truyện Chim Bách Tình cho Yuji. Cuối tuần, hai bố con vào rừng nhặt bu lông ở nhà máy bỏ hoang. Hàng ngày, tôi vẫn đạp xe đến chỗ làm, vẫn nhìn những mẫu giấy nhớ gửi cho chính mình để hoàn thành công việc ngày hôm đó. Cô Nagase không còn những cử chỉ khó hiểu nữa. Tôi đã nhớ mặc vest đúng mùa, nhớ cắt tóc hàng tháng. Ông giám đốc vẫn ngủ gật bên bàn làm việc. Bây giờ không thể phân biệt được ông ấy với con St. Bernard nữa rồi. Cứ như vậy, chúng tôi dần dần trôi tới một nơi xa xôi, tách hẳn ngày hôm ấy. Mio vẫn đồng hành với chúng tôi, nàng vẫn ở bên cạnh tôi, bên cạnh Yuji. Mỗi khi ngồi luyện chữ, tôi cảm thấy như nàng đang ở đằng sau tôi. Tôi ngửi thấy mùi hương của nàng, thậm chí còn nghe được cái giọng nàng. Châu mà. Mỗi lần như thế, tôi lại ngoảnh lại. Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi lại cảm nhận được hơi ấm của nàng ở bên. Cảm giác như nàng đang dụi đầu vào cổ tôi, khúc khích cười và hỏi: đây là tư thế thích hợp nhất phải không? Đã có những âm thanh của mùa thu, tiếng của sâu bướm, tiếng thì thào của hoa cỏ đung đưa trong gió. Công chúa Kaguya trổ những bông hoa vàng duyên dáng, tỏa hương thơm ngọt ngào. Đây là mẹ, Yuji nói. Mùi hương này là của mẹ mà. Ừ nhỉ. Nàng luôn ở bên chúng tôi, bất kể lúc nào. Hai bố con đạp xe đến ga tàu điện. Trên đầu là bầu trời thu xanh trong vời vợi. Từ đó, chúng tôi sẽ lên tàu đi thăm thầy Nomura, hiện đang ở thị trấn sát bờ biển, cách đây 2 tiếng đi tàu. Đó cũng là nguyện ước của Mio, nàng lúc nào cũng lo cho thầy Nomura. Ở một mình thầy có buồn không? Có gì bất tiện không? Nàng từng bảo muốn một mình đi thăm thầy, nhưng sức khỏe của thầy không tốt nên kế hoạch đã đổ bể. Trước khi ra đi, nàng dặn tôi: chồng thăm thầy giúp em nhé. Bản thân tôi cũng muốn gặp thầy. Có bao nhiêu chuyện tôi muốn kể với thầy, về Mio, về con Poo, về cuốn tiểu thuyết tôi đang viết. Tôi quyết định sẽ đi thăm. Tuy nhiên, vừa quyết định xong thì mạch của tôi tăng thêm 20. Thật hết sảy. Sự bồn chồn, đứng ngồi không yên của phi hành gia trước chuyến bay đến sao Diêm Vương là tâm trạng của tôi lúc này. Đến ga tàu điện, điều đầu tiên khiến tôi sửng sốt là cái máy bán vé tự động. Cái máy này đã tiến hóa vượt bậc trong suốt 10 năm qua. Số lượng nút bấm tăng lên gấp đôi. có một màn hình tinh thể lỏng. Nếu không làm đúng theo trình tự, có phần hơi phức tạp, thì khó lòng mua nổi vé cho trẻ con. Cái máy nhả ra vé tàu mỏng dẹt như đồ chơi. Hình như tôi sẽ phải nhét vé này vào khe ở cửa soát vé tự động. Tôi đã biết đến sự tồn tại của cửa soát vé tự động qua TV. Tuy nhiên, lúc đến đứng trước cái cửa này, tôi trở nên căng thẳng quá mức cần thiết. Sau lần đối mặt với cái cửa xoay của một khách sạn, đây là lần đầu tiên tôi bị căng thẳng đến vậy. Cuối cùng, tôi cũng vượt được qua cửa soát vé. Tôi đã phải tiêu tốn khá nhiều năng lượng cho vụ này. Tôi nói với Yuji, bố con mình sẽ đi tàu thường. Đi tàu nhanh sẽ nhanh hơn chứ? Không, tàu nhanh không ổn. Rất lâu tàu mới dừng ở một ga. Lâu thì sao ạ? Chẳng sao cả, nhưng nhỡ bị làm sao thì rất nguy hiểm. Thế hả? Ừ. Tàu thường dừng lại ở hơn 40 ga. Chạy, dừng, phù. Con tàu phát ra âm thanh như tiếng thở dài, rồi lại xình xịch đi tiếp. Chu trình này lặp lại 40 lần, như cuộc đời một con người. Phù. Tàu đến, chúng tôi lên tàu. Đúng như đã lường trước, hai chân tôi run lẩy bẩy. Tôi nắm chặt tay Yuji. Takun ơi! Yuji gọi. Gì thế? Tay Takun đầy mồ hôi này. Chẳng cần nói cũng biết, đấy là mồ hôi lạnh. Cửa đóng, đoàn tàu chuyển bánh, là lập tức tôi nghe thấy tiếng cạch. Thứ âm thanh quen thuộc phát ra ở giữa ngực và dạ dày. Tôi vội lấy lọ tinh dầu đàn hương, nhỏ một giọt vào khăn mùi xoa. Tôi đưa khăn lên bịt miệng. Mùi đàn hương ngọt ngào lan tỏa trong khoang mũi. Van đã mở, nhưng chất hóa học tiết ra vẫn giữ ở mức tối thiểu. Tôi đứng ở ngay cạnh cửa lên xuống, cố gắng tập trung nhìn cảnh vật bên ngoài. Ngồi thôi, Takun, tàu vắng tanh à? Không, đứng tốt hơn. Thế hả? Ừ, đứng thế này thoải mái hơn. Thế thì mệt lắm. Ừ, mệt lắm. Tôi quyết định đếm số xe ô tô chạy dọc con đường mang theo đường ray. Trước mắt, tôi phải làm gì đó để quên việc đang ở trên tàu. 1, 2, 3, 4. Gì thế ạ? Bố đang đếm ô tô. Hay đấy, con sẽ đếm cùng. Được thôi. Phải rồi, đây sẽ là một trò chơi. Tôi sẽ coi đây là một trò chơi, chứ không phải cách để tôi quên việc mình đang đi tàu. Thế là trong đầu tôi cứ hiện ra câu, đây sẽ là một trò chơi. Dù trò này chẳng có gì là vui. Lát sau, những chiếc xe bị ngắt quãng bởi cảnh đồng ruộng bạc ngàn. Tỷ lệ nghịch với số lượng xe ô tô là lượng chất hóa học tiết ra bắt đầu tăng lên. Tôi hít vào thật sâu, rồi từ từ thở ra. Tôi tru miệng kêu, pụ pụ pụ, pụ 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 pụ. Cái gì thế hả? Pụ. Đấy là cái gì? Kêu pụ pụ thế này sẽ giữ được bình tĩnh. Thế hả? Con làm thử đi. Pụ pụ pụ, pụ pụ. Pụ pụ pụ, pụ pụ. Con bảo này, Yuji nói, mọi người đang nhìn nó. Tại con đáng yêu quá. Đâu có. Thế hả? Mình hát đi. Hát? Bài hát của mẹ, bài mẹ dạy. Đúng rồi, bài mẹ dạy. Cả hai cùng hát nhé. Ừ, cùng hát nào. Hát bé thôi, giọng Takun to lắm. Được rồi. Một chú voi chơi đùa trên mạng nhện, vui quá bèn gọi thêm chú nữa đến. Cứ như vậy, tôi vượt qua được cả chặng đường dài. Tôi ngửi mùi dầu đàn hương, đếm số xe ô tô, kêu bụ bụ và hát cùng Yuji. Tôi phải xuống tàu 3 lần để lấy lại bình tĩnh. Yuji không phàn nàn gì, chỉ im lặng đi theo tôi. Sao Diêm Vương ở xa hơn tôi tưởng. Phù. Bệnh viện nằm lưng chừng một quả núi, hướng mặt ra phía biển. Đó là một tòa nhà 6 tầng, nom có vẻ giản dị và sạch sẽ. Tôi hỏi lễ tân số phòng của thầy Nomura, phòng ở cuối hành lang tầng 3. Chúng tôi đi cầu thang bộ lên tầng 3. Có thang máy mà. Ừ, nhưng bố thích đi thang bộ hơn. Tại sao? Vì không biết thang máy đưa mình đi đâu. Thế hả? Thang máy không có cửa sổ, cửa ra vào lại đóng kín, nên chẳng biết thang đưa mình đi đâu. Nhỡ bị đưa lên tận sao Hỏa thì sao? Ồ, thang máy là phương tiện tệ nhất đấy. Buồn cười thật. Thầy Nomura đang ở trong phòng thì ngồi đọc sách trên chiếc giường cạnh cửa sổ trong căn phòng dành cho 4 người. Không thấy bóng dáng của 3 người còn lại đâu. Chào thầy. Nghe thấy tiếng tôi, thầy liền rời mắt coi quyển sách. Thầy khẽ rên ồ ồ rồi gật đầu thật mạnh. Hai bố con đến đấy à? Vâng, cháu đến đấy ạ. Yuji nói. Thầy Nomura đặt quyển sách xuống chiếc bàn cạnh giường, rồi xoay người để hạ chân xuống sàn. Lên tầng thượng nói chuyện đi. Thầy bảo, chỗ đấy là tuyệt nhất, ngắm cảnh rất đẹp. Thầy thận trọng đứng dậy, với tay lấy cây ba ton dựng cạnh giường. Đi thôi. Thầy hơi kéo lê bàn chân trái, đi trước dẫn đường cho hai bố con. Thầy ngoảnh lại. Nhờ luyện tập phục hồi chức năng đấy. Thầy bảo, giờ thì tôi đi được bằng chính đôi chân của mình rồi. Sắc mặt thầy rất tốt, giọng nói cũng sang sảng. Có vẻ thầy đã khỏe hơn. Ừ, hồi xưa tệ hơn bây giờ nhiều. Giờ thì khỏe như vâm. Vâng. Thầy Nomura và Yuji đi thang máy, còn tôi vẫn nhất quyết đi thang bộ. Vừa mở cánh cửa thông ra sân thượng, cả một khoảng không xanh bao la đập vào mắt tôi. Thầy Nomura và Yuji nhìn tôi cười. Chậm quá. Tại bố không muốn bị lên sao Hỏa. Buồn cười thật. Toàn bộ mặt sân thượng được lót cỏ nhân tạo cùng rất nhiều ghế băng. Cụ ông, cụ bà và những người có vẻ là người thân của các cụ đang ngồi ngắm biển và chuyện trò rầm rì. Cảnh đẹp quá. Đẹp không? Mấy năm rồi em mới nhìn thấy biển, còn Yuji chắc là lần đầu tiên. Biển thật thì mới lần đầu ạ? Ừ, đây là biển thật đấy. Con thấy hơi sợ. Tại đây là biển thật mà. Trên nền trời xanh hiện lên những vầng mây ti tích. Mây trôi về phía chân trời, trông như bầy chim đang đổ về phương Nam. Gió biển se lạnh khiến mái tóc màu mật ong của Yuji bay bay. Mio đi rồi hả? Tôi gật đầu trước câu hỏi của thầy Nomura. Chắc Mio đã viết điều đó trong bức thư gửi cho thầy. Em cảm thấy mọi chuyện như vừa xảy ra trong tích tắc. Đến cùng cơn mưa, ra đi cũng cùng cơn mưa. Giống như hoa cẩm tú cầu. Ừ, thầy Nomura thì thào. Nhưng em lại yêu được thêm lần nữa. Ừ, thầy Nomura gật đầu. Tuy tình yêu chỉ kéo dài 6 tuần, nhưng em rất hạnh phúc. Thầy Nomura ngẩng lên, nhìn những vầng mây ti tích trên cao. Ai-ô này. Dạ. Trên đời này, liệu có mấy người có may mắn gặp gỡ nhau như vậy nhỉ? Thầy Nomura từ từ cúi mặt xuống, quay sang nhìn tôi mỉm cười. Con người trong đôi mắt ngấn ngấn nước của thầy ánh lên những tia ấm áp. Gặp nhau là sẽ bị hút về phía nhau, dù có gặp bao nhiêu lần đi nữa. Ngón tay thầy run run chỉ về phía đường chân trời. Giống như thế kia, như bầu trời và biển cả nhất định sẽ hòa làm một, dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm người yêu duy nhất đó. Tôi đang tìm đối tượng, có ai không? Và các em đã gặp được nhau. Vâng ạ. Giống như biển cả và bầu trời. Tôi kể lại tường tận cho thầy chuyện con Poo, cậu chàng đó. Thầy nói sau khi nghe xong, giờ cậu ta được tự do rồi. Hồi xưa bị tù túng, chắc cô cậu khó chịu lắm. Không biết nó có sống tiếp được không? Không sao đâu, cô cậu mạnh mẽ lắm. Giờ này chắc đang thảnh thời ở đâu đó rồi. Hừ, Yuji nói. Thầy Nomura nhìn xuống Yuji như muốn hỏi, gì thế cháu? Hừ, Yuji đáp lại với vẻ khoái chí. Ông à, thằng bé nói, con Poo biết sủa đấy, thế này này. Hừ, Yuji bắt chước tiếng con Poo rất chuẩn. Tôi thì chịu. Tuy là âm gió nhưng nghe rất lạ, giống như tiếng ai đó đang bị siết cổ vậy. Nó sủa như thế à? Thầy Nomura hỏi. Vâng, nó sủa như thế ạ. Khi rời khỏi nhà thầy, lần đầu tiên con Poo sủa như vậy. Thế mà tôi không biết, thầy nói. Cô cậu thật là tệ, cứ im ỉm suốt bao lâu nay, được lắm. Trông nó có vẻ buồn vì phải xa thầy và xa ngôi nhà đó. Tôi cũng buồn vì phải xa nó. Nhưng mà thầy nói tiếp, chúng ta vẫn phải sống, dù phải chia tay bao nhiêu lần, dù bị trôi dạt đến nơi nào đi nữa. Thôi, trời lạnh rồi, về phòng thôi. Về đến phòng, thầy Nomura lấy từ ngăn kéo bàn ra một chiếc phong bì màu trắng. Của cậu đấy. Tôi đón phong bì từ tay thầy, lật mặt sau thì thấy có dòng chữ Ayo Mio. Hôm đó là 3 ngày trước hôm Mio vào viện. Cô ấy đưa cho tôi lúc gặp ở công viên. Cô ấy nói muốn tôi trao lại cho cậu khi mùa mưa kết thúc 1 năm sau đó. Thầy Nomura ngồi xuống giường, dựng cái gối lên để dựa. Tôi không biết trong đó viết gì. Mio không nói gì cả. Tôi cứ thấp thỏm suốt. Giờ đưa được cho cậu là yên tâm rồi. Tôi ngắm nghía chiếc phong bì, rồi cho vào túi áo ngực của áo khoác. Cảm ơn thầy bấy lâu nay đã giữ nó giúp em. Ừ, kể ra thì tôi hơi lo. Nhỡ đầu tôi ra đi khi chưa kịp trao cho cậu. Ôi thầy, không sao, giờ thì tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lại là bây giờ? Ánh mắt Mio lúc đấy như thể đã tiên liệu được điều gì đó. Chắc cô ấy nghĩ bây giờ là thời điểm tốt nhất để cậu đọc chăng? Vâng. Đã đến lúc phải về, hai bố con đứng dậy chào thầy Nomura. Hai bố con em sẽ lại đến thăm thầy. Gặp hai bố con vui lắm. Biết hai bố con sẽ đến, tôi lại thấy mong đến ngày mai. Em hiểu cảm giác đó. Tôi nhắc lại câu em hiểu và vẫy tay trước ngực để chào thầy. Chào thầy nhé. Xin lỗi vì không tiễn được hai bố con. Vâng. Hai bố con đi giật lùi đến giữa phòng mới quay người lại để đi ra cửa. Thầy dõi theo cho đến khi chúng tôi ra hẳn khỏi phòng. Chào ông nhé. Thầy Nomura vẫy bàn tay run run đáp lại Yuji. Takun à, nàng gọi tôi. Takun ơi, chồng có khỏe không? Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ? Trên xe điện trở về nhà, tôi đứng bám vào tay vịnh gần cửa tàu và đọc bức thư của Mio còn Yuji đếm số xe ô tô chạy dọc đường tàu. Takun ơi, chồng khỏe không? Sức khỏe chồng vẫn ổn chứ? 3 ngày nữa là em nhập viện rồi. Em quyết định viết bức thư này trong khi vẫn còn được tự do. Chồng đang đi làm, khoảng 1 tiếng nữa Yuji sẽ đi mẫu giáo về. Viết thư xong, em sẽ đi chợ mua đồ ăn tối. Trên đường về, em sẽ gặp thầy Nomura và gửi thầy bức thư này. Em sẽ dặn thầy trao lại cho chồng sau 1 năm nữa, khi mùa mưa kết thúc. Em biết, lúc đó em không còn ở bên chồng nữa. Linh hồn của em đã về lại tinh cầu lưu trữ chưa hả chồng? Chồng đang ngạc nhiên. Chồng không biết là em có khả năng dự đoán tương lai à? Em đùa thôi. Em ngoan ngoãn, nghiêm túc, nhưng cũng biết đùa đấy. Còn bây giờ, em sẽ kể cho chồng một chuyện có thật. Có thể chồng sẽ còn ngạc nhiên hơn khi nghe chuyện này. Nhưng đây là chuyện thật 100%, chuyện đã xảy ra với em. Để chồng hiểu được toàn bộ câu chuyện, em xin phép bắt đầu từ câu chuyện của chúng mình năm 20 tuổi. Được không chồng? Chồng hãy đọc nhé. Đầu tiên là bức thư của chồng. Giờ nghĩ lại thì đó là bức thư cuối cùng chồng gửi cho em. Vì lý do bất khả kháng, tớ e rằng không thể viết thư cho cậu nữa. Tạm biệt. Chồng đã viết cho em bằng nét bút mực đen như thế đó. Bức thư chỉ có 3 dòng. Chuyện của chúng mình sẽ kết thúc ở đây sao? Lý do bất khả kháng là gì? Em đọc đi đọc lại bức thư ngắn ngủi của chồng. Lần nào đọc em cũng khóc. Việc duy nhất em có thể làm là tiếp tục viết thư cho chồng. Em nén lại mọi câu hỏi muốn bật ra khỏi cổ họng, giả vờ như không biết đến sự cự tuyệt của chồng, tiếp tục viết thư và kể cho chồng những chuyện thường ngày. Một công việc đơn độc như thể cố nói chuyện với sao trên trời vậy. Đọc đến đây, thế nào chồng sẽ cười ngơ ngác hỏi, thế à, cho mà xem. Còn em sẽ bị cuốn theo nụ cười ấy, để rồi cũng bật cười theo chồng. Không thể đau khổ thêm nữa, em quyết định đến chỗ chồng làm thêm để gặp chồng. Em đã phải dốc hết cả can đảm. Những lời chồng nói với em hôm ấy, gặp lại được nhau thì vui nhỉ. Và lúc ấy cả hai đều có gia đình rồi. Chồng nhớ không? Mặt đất dưới chân em như sụp xuống. Chồng cho rằng tỏ ra lạnh nhạt với em như vậy thì em sẽ rời xa chồng phải không? Chồng chẳng hiểu gì cả. Em là người thiếu linh hoạt hơn chồng tưởng. Lúc nào cũng suy nghĩ mọi việc rất cứng nhắc. Khi đã yêu ai, em không thể dễ dàng quên hay ghét bỏ người đó. Ông trời tạo ra em là người chỉ có thể yêu một lần trong đời. Vì vậy, em chỉ có thể sống và yêu chồng thôi. Chắc chắn chồng phải có lý do nào đó. Điều này khiến em có thêm chút hy vọng. 1 năm trôi qua, cuối cùng ngày định mệnh đó cũng đến. Đó là một ngày mưa tháng 6. Em đang đạp xe từ chỗ làm về nhà. Đến đoạn gần nhà thì bị một chiếc ô tô tông phải. Vụ tai nạn không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Xe đổ, em bị ngã, nhưng không có vết thương ngoài nào. Em đứng dậy, đi được vài bước thì bị ngất. Rất khó có thể miêu tả trình tự nhận thức của em trước và sau khi xảy ra sự việc. Em chỉ có thể kể lại những gì em nhớ được sau này. Theo đó, cảnh tiếp theo là thế này. Lúc tỉnh lại, em nhận ra mình đang ngồi co ro dưới trời mưa, bên trong nhà máy bỏ hoang. Chồng có hiểu những gì em đang viết không? Đây là bí mật em giấu chồng bấy lâu. Năm 21 tuổi, em bị ô tô đâm và đã bay đến tương lai của 8 năm sau. Một bước nhảy vọt, đúng sở trường của em. Em đã nhảy được khá xa. Giờ đây, khi chồng đọc bức thư này thì câu chuyện mới xảy ra cách đây chưa lâu. Em cứ than phiền về chuyện đau đầu, là vì em bị ngã đập đầu xuống đất trong vụ tai nạn đó. Sau khi xét nghiệm, bác sĩ bảo em có dấu hiệu bị xuất huyết não. Có thể chuyện em mất trí nhớ cũng bắt nguồn từ việc này. Tuy nhiên, em cũng cho rằng trái tim con người không thể chịu đựng nổi việc vượt thời gian. Vì vậy, để giữ được tỉnh táo, mình phải mất trí nhớ tạm thời. Bởi nếu còn trí nhớ, chắc chắn em đã vô cùng hoảng loạn. Kể cả khi quay trở lại thế giới cũ, ký ức của em cũng không còn nguyên vẹn. Ký ức về 6 tuần ở cùng chồng và Yuji. Để lấy lại được toàn bộ trí nhớ, em phải chờ 2 tháng. Nếu cú nhảy lần này của em là trò đùa của người đã tạo ra thế giới của chúng ta, thì có lẽ việc em mất trí nhớ cũng là dụng ý của họ. Khi em hồi tưởng lại sự việc và viết cho chồng thế này, em không thể không cảm thấy sự hiện diện của mong muốn điều khiển số phận của con người. Bởi 6 tuần lễ đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời em sau này. Việc em nhảy vọt đến đúng chỗ đó, vào chính lúc đó, khi em 21 tuổi, không thể là sự tình cờ được. Ai đó đã chìa tay ra giúp em. Khi thấy em mòn mỏi đi tìm lý do trong câu nói của chồng suốt 1 năm trời. Bây giờ em cũng vẫn nghĩ như vậy. Lúc gặp hai bố con đang ở trong tình trạng rất kinh khủng. Nhà cửa bừa bộn và bẩn thỉu, quần áo đầy vết ố của thức ăn, tóc tai người nào người nấy bù xù như tổ quạ. Yuji thì cả năm chưa được lấy ráy tai. Cứ nghĩ đến cảnh hai bố con sau này, em lại thấy lo. Nhưng sẽ ổn thôi chồng nhỉ? Chắc chắn hai bố con sẽ vượt qua. Hai bố con sẽ dựa vào nhau để sống. Em tin như vậy. Lúc chứng kiến cảnh chồng bị đột quỵ, em rất sốc. Giờ thì quen rồi, nhưng đấy là lần đầu tiên em thấy chồng bị như vậy. Em đã dặn chồng không được uống thuốc giảm sốt, thế mà chồng lại quên mất. Chuyện này là do lời cam kết không được thay đổi lịch sử kia chăng? Qua những gì em kể, chắc chồng đã hiểu lý do tại sao mắt kính không đúng số với mắt em, hay việc em hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện ấy, phải không? Thật kỳ lạ. Em 21 tuổi đã trao đời con gái cho chồng, chàng trai 29 tuổi. 2 tháng sau, em lại cùng chồng làm chuyện đó. Chồng tưởng cả hai bọn mình đều lần đầu tiên làm chuyện đó, nhưng không phải vậy. Chính vì không phải lần đầu nên chúng mình mới ăn ý như vậy đấy chồng ạ. Chồng nghĩ sao? Chồng có thấy tổn thương không? Em thì nghĩ đấy mới là mô hình lý tưởng. Hẳn chồng lại bảo em suy nghĩ thực tế quá. 6 tuần trôi qua trong nháy mắt. Em đã rất hạnh phúc. Được yêu chồng, được nghe chồng kể một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, và vui sướng khi biết mình là nhân vật chính của chuyện ấy. Được gặp Yuji, con trai em, hoàng tử Anh Quốc. Yuji lúc học cấp 1 có vẻ mạnh mẽ hơn Yuji bây giờ. Con sẽ khôn lớn, sẽ trở thành một chàng trai tuyệt vời. Thật vui biết bao. Em biết được cả sự thật về số phận của em qua cuốn tiểu thuyết chồng viết. Em sẽ rời bỏ thế giới này vào năm 28 tuổi. Chỉ còn linh hồn của em ở đây mà thôi. Tất nhiên, đây chỉ là sự ngộ nhận của chồng, nhưng em đã hoàn toàn tin vào câu chuyện đó. Cảm giác mơ hồ, phi hiện thực cứ đeo đuổi em. Lối cư xử thiếu tự nhiên của hai bố con, ánh mắt hoài nghi của mọi người xung quanh mỗi khi chúng ta đi ra ngoài. Hóa ra tất cả chỉ vì em là một bóng ma. Em đã tin mà không mảy may nghi ngờ. Chính vì thế, khi phải chia tay hai bố con, em thực sự đau đớn. Em cứ đinh ninh mình sẽ phải về tinh cầu lưu trữ thật. Phải xa hai bố con, em buồn lắm. Việc phải từ bỏ thế giới này cũng khiến em hoảng sợ. Em không thể quên những điều Yuji vừa khóc vừa nói với em. Cứ nghĩ đến chuyện con phải khổ là tim em lại đau nhói. Khi nào con lớn hơn chút nữa, chồng hãy nói lại với con giúp em. Nói với con những gì em nghĩ, những gì em dành cho con trong lá thư này. Mong rằng qua đó, con có thể mạnh mẽ và sống lạc quan hơn. Em sẽ kể tiếp đoạn sau. Sau khi chia tay hai bố con tại chỗ đó, em quay về thời gian mà em đang sống. Em thấy mình đang nằm trên giường trong bệnh viện. Vụ tai nạn mới xảy ra cách đó vài tiếng. Em đã nhảy vọt đến tương lai của 8 năm sau, rồi lập tức quay trở lại. Sự vắng mặt của em chỉ diễn ra trong khoảng 1 phần bao nhiêu của 1 giây thôi, cực kỳ ngắn ngủi. Người lái xe gây ra vụ tai nạn, hình như cũng không thấy có gì bất thường. Em bị mất trí nhớ, em đánh mất cả ký ức 6 tuần sống với bố con anh. Ngày qua ngày, em chỉ nằm ngắm trần nhà bệnh viện, không biết bản thân mình là ai. 1 tháng sau, em dần dần lấy lại được trí nhớ. Đầu tiên em nghĩ, ký ức về 6 tuần đó chỉ là ảo giác do em tự tạo. Nhưng ký ức đó vẫn rất tuyệt vời. Em cứ bị cuốn theo 6 tuần lễ sống với hai bố con, nụ hôn của chồng, những lần đi dạo trong rừng, cậu bé xinh đẹp là con trai em. Cảm xúc dâng trào trong lồng ngực khi chúng mình làm chuyện ấy. Điều em cảm nhận rõ rệt nhất là từng mẩu ký ức đều rất sống động. Chúng đã tác động mạnh đến mạch cảm xúc của em. Niềm vui đó hoàn toàn có thật. Sự lo lắng, đau buồn khi phải chia tay, ánh mắt buồn bã của chồng khi nói anh muốn làm em hạnh phúc. Mỗi khi hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, em dần tin vào tính hiện thực của câu chuyện, rằng em vừa trở lại sau cú nhảy vọt đến tương lai của 8 năm sau. Vì vậy, ngay khi ra viện và đi lại được bình thường, em lập tức gọi điện cho chồng. Mẹ anh bảo em, Takumi đang đi du lịch. Giống hệt câu chuyện chồng kể cho em. Nhờ câu nói này mà em càng chắc chắn hơn. Em nhờ mẹ anh chuyển lại lời nhắn. Nhờ bác nhắn Takumi gọi ngay cho cháu, vì cháu có chuyện muốn nói, cháu sẽ đợi. Những ngày sau, em ngồi bất động hàng giờ trước máy điện thoại. Nhất định anh sẽ gọi điện, chúng mình sẽ gặp nhau tại một thị trấn có hồ nước. Rồi điện thoại đổ chuông. Em vồ ngay lấy máy điện thoại khi chuông mới đổ một hồi. Chưa nghe thấy gì, nhưng em đã biết đầu dây bên kia là chồng. Vì vậy, em nói mà không hề do dự. Ai ô phải không? Giọng của chồng có vẻ lo lắng. Vì vậy, em bảo chồng, không sao đâu, không sao đâu. Cũng tại thị trấn đó, khi đứng dưới cầu đi bộ, em đã nói với chồng, không sao đâu. Trong khi biết trước, chồng sẽ cưới em vì câu nói này. Lúc chồng hỏi, em bảo rằng em không nhớ, nhưng đó là nói dối. Thực ra em vẫn nhớ. Bởi đó chính là lời cầu hôn của em với chồng. Đối với em, những ngày sau đó là quãng thời gian mong gặp lại mọi người. Em được gặp lại thầy Nomura. Thầy không khác nhiều so với 8 năm sau đó. Còn Poo thì còn trẻ và rất sung sức. Nhờ lần hội ngộ này mà em biết được tên thật của nó là Alex. Yuji ra đời. Thời gian cứ êm đềm trôi. Vào khoảng thời gian này, ký ức về 6 tuần lễ trở nên quá xa vời. Tất cả đều rất mơ hồ. Hay đó chỉ là ảo giác của em mà thôi. Có lúc em đã nghĩ vậy. Mỗi lần những sự việc trước mắt trùng khớp với mảnh ký ức kia, em lại nghĩ, hay đây chỉ là một loại ký ức ảo giác. Nếu vậy, biết đâu em có thể vượt qua cột mốc 28 tuổi. Em đã giấu chồng, lén uống loại thảo dược để biến đổi thể trạng. Tuy nhiên, ngày đó vẫn đến. Chúng ta không thể trốn được tương lai đã được định đoạt. Lý do em giấu chồng chuyện này là vì nghĩ đến giờ phút này chồng sẽ hiểu em. Em không muốn chồng biết một tương lai đau khổ đang chờ chồng phía trước. Em muốn chúng mình luôn mỉm cười, tin tưởng vào tương lai như những cặp vợ chồng bình thường khác. Ngoài ra, em cũng nghĩ thế này, chồng sẽ nghĩ gì khi biết động lực khiến em quyết định gọi điện cho chồng chính là câu chuyện về những ngày tháng hạnh phúc em vẫn tự huyễn hoặc mình. Chồng sẽ làm gì? Có thể chồng sẽ muốn em, người đến từ thế giới của 8 năm sau, hãy từ bỏ ý định làm đám cưới với chồng. Chồng sẽ kể một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt để em, người đã trở lại thế giới cũ, hãy tránh xa chồng. Bởi vì 7 năm sau cuộc hội ngộ bên hồ nước và 3 tuần sau khi viết bức thư này, em sẽ rời bỏ thế giới này mà. Chồng sẽ nghĩ chính cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đời em, dù em có phủ nhận thế nào đi nữa. Hoặc chồng sẽ không chấp nhận việc chúng ta có con. Phải vậy không? Cứ nghĩ đến chuyện này là mọi thứ trong đầu em lại rối tung lên. Giả sử chồng bịa ra chuyện để em từ bỏ ý định làm đám cưới, thì em không thể ngồi đây viết lá thư này được. Sự thật là em đã cưới chồng và sinh Yuji. Nếu vậy, tối nay khi chồng đi làm về và em đưa cho chồng lá thư này, không biết chúng mình sẽ thế nào. Em sẽ biến mất đúng vào giây phút đó. Hai chúng mình, mỗi người sẽ sống một cuộc đời riêng. Sẽ không có chuyện chúng mình có Yuji nữa. Tất cả đều kỳ lạ và em không thể tìm ra câu trả lời. Chính vì vậy, em quyết định sẽ giữ im lặng. Em ghét việc không được sống với chồng. Em không thích cuộc đời không có Yuji. Nếu ngày ấy em không tới thị trấn đó thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào. Rất nhiều lần ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu em. Thậm chí lúc ngồi trên xe điện đến chỗ hẹn với chồng ngày hôm ấy, em cũng đã nghĩ vậy. Nếu em xuống tàu, quay về, không đi gặp chồng nữa, cuộc đời em sẽ thế nào? Em sẽ cưới một người khác, sẽ sống cùng người đó đến khi đầu bạc răng long. Những tháng ngày hạnh phúc tạm gọi là yên ả, êm đềm đang đợi em phía trước. Nhưng khi về già, em sẽ băn khoăn tự hỏi, đây có phải là cuộc đời em lựa chọn? Cuộc đời em mong muốn đến nỗi gạt bỏ cả những thứ quan trọng. Tương lai em đã nhìn thấy vào mùa mưa năm em 21 tuổi. Người chồng vụng về, có gương mặt rất tội nghiệp mỗi khi không có em bên cạnh. Chàng hoàng tử Anh quốc của em sẽ vĩnh viễn mất đi khoảng thời gian mà lẽ ra em phải có với hai người đó. Em sẽ hối hận vì em đã biết trước, vì em đã gặp chồng và con. Em không thể sống một cuộc đời khác khi vẫn giữ tất cả những kỷ niệm đó trong lòng. Em phải cưới chồng và sinh Yuji thôi. Phải cùng chồng chào đón cậu con trai của em. Em sẽ mỉm cười ra đi với con tim tràn ngập kỷ niệm hạnh phúc. Em đã quyết tâm như vậy và đi thẳng đến chỗ chồng. Em cũng muốn được sống lâu hơn nữa. Em cũng thấy sợ khi nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra với em. Em tiếc lắm khi không thể chứng kiến Yuji trở thành một chàng trai tuyệt vời. Nhưng đây là cuộc đời em đã chọn. Vì vậy... Ôi, sắp đến giờ Yuji đi học về rồi. Em phải đi đón con, phải đi chợ để chuẩn bị bữa tối cho hai bố con. Bữa tối nay sẽ là món cà ri ưa thích của Yuji. Em chỉ có thể nấu cho hai bố con ít hôm nữa thôi. Dù em rất muốn được nấu thật nhiều món ngon nữa cho hai người. Thứ lỗi cho em. Em không thể làm gì nữa rồi. Thôi, em dừng ở đây nhé. Tình yêu em dành cho chồng không thể kể hết qua ngòi bút này. 14 năm bên chồng, em đã rất vui. Chỉ cần được ở bên chồng, em cũng thấy hạnh phúc. Dù chúng mình không thể đi du lịch cùng nhau, không thể lên tầng thượng ngắm bầu trời đêm, em sẽ lên tinh cầu lưu trữ trước. Bọn mình sẽ gặp lại nhau ở đó, chồng nhé. Em luôn dành chỗ bên cạnh em cho chồng. Chồng nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc Yuji hộ em. Cảm ơn chồng rất nhiều. Em yêu anh từ tận đáy lòng. Tạm biệt anh, Mio. Ngoài phong bì là một trang xé ra từ cuốn nhật ký. Trang viết ngày 15 tháng 8. Đã đến lúc rồi, mình phải đi thôi. Người ấy đang đợi mình ở nhà ga bên hồ. Người đó mang theo tương lai tươi đẹp của mình. Đợi nhé, những chàng trai của tôi. Em sẽ đến bên anh. Hôm nay, hai bố con lại vào rừng. Yuji đạp xe, áo sơ mi trắng của thằng bé lấp lánh dưới ánh nắng. Tóc của cậu được cắt gọn ghẽ, khẽ phất phơ trong gió. Em à, bố con anh đang cố gắng đây. Cố gắng từng chút một, như em mong muốn. Chút một thôi, từng chút một. Poco poco. Sinh linh em để lại cho anh đang lớn lên khỏe mạnh. Sinh linh đó rất yêu em. Anh sẽ viết về điều này vào chương cuối cùng trước khi khép lại cuốn tiểu thuyết. Anh thong thả chạy trong rừng chừng 40 phút. Anh mặc chiếc quần sót đã bạc màu cùng chiếc áo phông có in chữ KSC. Yuji đạp xe theo sau anh. Giờ con không bị bỏ lại đằng sau nữa. Con đã có thể đạp băng băng như thể bẩm sinh đã biết đạp xe. Hai bố con đi xuyên rừng đến chỗ nhà máy bỏ hoang. Thằng bé sẽ lại đi nhặt bu lông, đai ốc và lò xo. Anh sẽ ngồi nghỉ ở một góc và chợp mắt một lát. Nhưng anh vẫn biết Yuji đang giấu một thứ trong túi quần. Đó là lá thư gửi cho em sau khi em đến tinh cầu lưu trữ. Bức thư đề gửi Io Mio tinh cầu lưu trữ, viết bằng nét chữ nguệch ngoạc. Đáng tiếc là điểm này còn lại giống anh. Mặt sau bức thư đề Io Yuji. Thằng bé lén bỏ bức thư vào thùng thư siêu vẹo có ghi số 5. Có vẻ như cô cậu tưởng đấy là thùng thư bưu điện. Không hiểu sao con lại giấu anh. Vì vậy, trong lúc con đang mải mê đi nhặt bu lông, anh đã lấy lại bức thư mà không bị phát hiện. Anh chưa bao giờ mở bức thư đó ra. Anh chỉ lấy về và cất trong hộp đựng giày. Lát sau, sau khi kiểm tra bức thư không còn trong thùng thư, Yuji khẽ gật đầu. Anh thấy rất rõ, dù là đang giả vờ ngủ. Theo cách đó, Yuji tiếp tục trò chuyện với em sau khi em đến tinh cầu lưu trữ. Vào những hôm cuối tuần trời mưa, Yuji đặc biệt muốn đến nhà máy bỏ hoang. Thế là hai bố con đành phải đi bộ và che ô vào rừng. Anh trải tấm ni lông lên cái bệ còn sót lại của nhà máy và ngồi nghỉ. Yuji giả vờ đi nhặt bu lông để mon men lại gần cánh cửa số 5. Con khẽ gọi em, mẹ ơi. Yuji tin rằng một ngày nào đó em sẽ mở cánh cửa số 5 đó và trở về với hai bố con. Ngày hôm đó nhất định sẽ là ngày mưa. Và hôm nay, chàng hoàng tử Anh Quốc với chiếc ô màu vàng trên tay lại gọi em. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.